Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Mai Vàng 10 năm của em. Ngày hôm nay thì em có quay một cái đoạn clip lên giao lưu với cả nhà mình một số những phô mai vàng. Có những phô mai vàng chỉ giá tầm có 1 triệu mấy thôi. Và cũng có những phô mai vàng thì giá tầm khoảng chừng 4, 5 triệu, 6, 7 triệu cũng có hay cả nhà. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay thì sẽ được cả nhà mình ủng hộ em. Và em kính chúc cả nhà mình có một buổi tối xem clip nhiều niềm vui. Đang ngồi bắt đầu quay nhưng có cái em nhìn thấy cái cây thứ quý. Dạ, bữa em cũng có quay cho cả nhà mình, em mua em sưu tầm về em chia của một người bạn đó, mà thấy nó có cái gì đó nó sai sai, bởi vì ngày hôm nay em quay em quyết định em cắt lại cái này và nuôi lại cái này hay cái này. Đây là cây tứ quý mà em có chia của một người bạn ở ngoài Đắk Lắk, là bạn Tý. Bạn Tý thì mua của em những cái lô mai rất là nhiều, nhưng có cái thì mình chưa mua ủng hộ bạn cái gì. Thôi bạn nói là thôi tao chia mày cây này, về nhà mày nuôi đi, tại mày cũng đang làm vườn. Mang về nhà thì nó cũng có bị gãy một số chi, mình không có đổ thừa bạn bè mình, nhưng có cái là mỗi người một cách nhận, mỗi người một cách chơi. Khi em nhìn vô cái vai đế này, máy này em cắt nước đó hai cái nè, bởi vì nó khô. Em nhìn thấy cái lối bạn em đang làm là làm theo dạng như tận dụng những cái chi nó có sẵn mà mình lạp ra để cho nó ấm tàn thôi. Tại sao mình không làm lại cái cây này, mình cắt phô lại, trong khi đó thì cái cơ hội mình cắt thì đang có, tại vì cây này ngắt phân và ngắt nước cũng mấy ngày nay rồi. Thì bây giờ sẽ bắt đầu cắt cây này lại. Cả nhà mình thấy quyết định của em có đúng hay là không nha. Để khi hồn em sẽ cắt ra cả nhà. Ngày hôm nay thì em vẫn có giao lưu một số phô mai vàng hay cả nhà. Đây, hồn em cắt xong rồi em sẽ cho cả nhà mình coi. Em giao lưu từng cây từng cây. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay thì sẽ được cả nhà mình ủng hộ. Trên đoạn clip thì cả nhà mình đang nghe thấy những cái tiếng ồ ồ ồ. Tại vì nhà của bên bãi em đang làm kế một cái con mương. Con mương để bơm nước mưa ra gạch đấy cả nhà, tại chuẩn bị cắt lúa rồi cả nhà. Rồi let's go mà cả nhà mình. Cây này chậu 7 mà giờ mình lên lô thì hơi khó rồi cả nhà. Rồi giờ em sẽ tiến hành cắt cây này thôi. Mình nên lôi cây này ra thì nó hơi chua ha cả nhà, và cái âm thanh nó sẽ không có hay. Bây giờ thì hồi nữa thì em sẽ cắt xong rồi em nói chuyện cả nhà mình nhé. Thân cốt cả nhà. Cây này thì cũng nói cả nhà mình luôn là lúc mà em bắt về em chia lại thì giá nó cũng tương đối là được thôi, chứ không phải gọi là giá cao, cũng không phải gọi là giá mềm. Tại vì hồi đó bạn em mua cái phô này không á, nồi đế nè, vô chậu 70 một phút luôn, bạn em mua không 15, bạn em chia lại thành phẩm, chia lại cho em cả ship luôn 19.500. Bởi vì thì nói chung cái giá thì nó vẫn hợp lệ, nhưng có cái thì bây giờ mình đã chấp nhận á, mình sạc phô lại rồi thì mình nuôi tiếp rồi cả nhà. Chứ cây này giao lưu thì chỉ có năm sau thôi. Siêu bông Sài Gòn. Do tại sao? Tại vì cái cây này là em đang nói về cây này đây. Cây này thì nó đang nằm trong cái chậu 7. Mình nuôi sao? Dạng như kiểu tàn thông thôi. Tàn thông thì nhiều người sẽ tận dụng nó lợp á, là kính hết trơn, cho nó có một cái dạng lá nó phu, nó dày hết trơn. Còn riêng em thì em làm nó lại khác, nó phải rõ ràng. Chi nào mình nhìn thấy chi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình nhìn vô là phải thấy thằng chủ của nó hay cái nào. Đó, bởi vì em cắt gì? Em ghép lại em nuôi, tại vì cây này thì nói chung ra nó mượn cành nhiều quá cả nhà, mượn cành nhiều quá. Nhưng mà mình tận dụng được cái chi nào thì mình xài thôi, chứ mình không có quan trọng nó là phải đi theo lối bài bản thôi cả nhà. Quay cho cả nhà mình coi ha. Đây cả nhà, cho cả nhà mình coi nè. Mình sẽ đóng bo vô, mình ghép hết ha cả nhà. Ghép hết chẳng hạn như là
Tại sao thường thường những cái cây mai vàng thì có 2-3 chi trên này nè, em cắt bỏ, em lấy một chi một mà. Nhưng đây thì mình lợp sao là mình cho nó kín, nó ra một bên hết. Chỉ sợ là, ví dụ chỉ sợ những cái cành chỏi vô mặt nè, chỏi vô mặt thì thôi nè, nãy nó chỏi vô đây thì nó che cái đường thăng. Bây giờ là em để lại luôn hai cái nè. Thôi được cái là hôm bữa về thì em không có tưới nước nè, em không có tưới nước gì hết trơn á. Đó, đây. Hàng này thì nói chung ra mình tìm những cây tứ quý mà nội đế cỡ gì thì ở miền Nam mình hiện tại giờ tứ quý nó rất hot nè cả nhà. Em thì vườn em chưa có cây tứ quý nào trơn á. Bởi vậy thì thôi em để lại cái cây này, em bắt đầu làm lại cả nhà. Bữa thì bạn em cũng sang chậu nha, rồi tối này em cũng vũ hết trơn cả nhà mình, không có để cái chậu như vậy đó. Bởi vậy là khi mà nguyên tắc mà mình làm phôi á, mình nên nhớ cả nhà, sạc phôi á tùy theo cái thời điểm mình nhìn chậu cây của mình và mình hỏi cái chỗ mà người ta bán á, bữa giờ có bón phân gì chưa, có kích rễ gì chưa đó, mình mới bắt đầu mình sạc phôi lại hay cả nhà. Chứ đôi khi mà mình không có hỏi thì cây nó còn phân á, mình làm ví dụ như mình tỷ lệ mình ghép vô nó cũng không thành công nữa đó. Về sau nó cũng hay bị gớt bo rồi cây á, nó yếu lắm cả nhà. Bởi vì là cây còn phân nó khác ha. Rồi tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ vô giao lưu với cả nhà mình một số những phôi mai vàng, mời cả nhà mình và xem clip và ủng hộ tiếp em nha. Dạ rồi, giờ bắt đầu vô thì em sẽ giao lưu trước cho cả nhà mình bốn cây hàng đẹp ha cả nhà. Ngày hôm nay thì vẫn có những cái cây phân khúc giá tầm trung ha. Đây, cho cả nhà mình coi cái cây số 1 đầu tiên. Cây này là cây em rất thích ha cả nhà. Đầu do đuôi chuột, cây bóp giót nè. Cây này thì cả nhà mình biết đến nó lâu của bên em thì sẽ không có bao giờ lớn hoành. Nhưng mà nói về cái độ lùn, độ thắt của nó và tiêu chuẩn cho bonsai, mình phải nhìn vô sao bệ, đế, lùn, liền, bóp, giót ha cả nhà. Cây này có điểm ha, hoành nó, eo của nó 35, cái củ của nó là được 78, cao 40 và anh em mình ép chậu vô chậu 4 ha cả nhà. Cây này cái sầu ha, đây, em đục đẽo xong hết rồi nè. Cây này ngày xưa nó có mặt thẹo đây, bây giờ lóc hết trơn cả nhà. Đó, mặt đế bên này, nói chung là tại vì ngày hôm nay của mình nên làm mà bởi vì thì cầm máy quay quay nó hơi khó ha cả nhà. Nè cả nhà anh coi, cây nhìn ngoài nó bóp giót kinh khủng luôn. Cây này cây sầu, em đục đẽo về nhà anh em mình ghép vô nha. Cây này cây số 1. Nói chung ra là những cái cây mai mà anh em mình lựa chọn để mình vô chậu cây á, thì những cái điều kiện của nó thì em cũng hay nói rồi. Quan trọng nhất là lùng liền, bóp giót, co gắt này kia, nhìn nó có điểm rồi cả nhà. Cây này có điểm lắm. Rồi cây này cái số 1 anh em. Nếu mà anh em hợp nhãn cây này thì em giao luôn cả nhà mình luôn cây này 5.500.000 ha. Em bao ship rồi cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ quý cô chú anh chị gần xa nha. Số điện thoại của em thì lúc nào em cũng có ghi dưới màn hình. Anh em mình hợp nhãn cây nào để mua ủng hộ tiếp em. Còn cây này là cái số 2, cây này cây giáng long. Cây này thì hoành eo nó chỉ có 26 thôi. Mà cái củ đế của nó hiện tại bây giờ là cái củ của nó là 50. Em đo trên này ha cả nhà. Chứ không phải đo dưới này, đo về nội đế chậu thì anh em dẫn vô chậu 4 thì cao 40. Hồi đó nó có mặt thẹo đây, bây giờ nó lắp 100% cả nhà. Cây nhìn ngoài rất là khéo. Cây này cây phong cao mà cái nè. Phong nó hơi cao thôi chứ không phải là mình gọi là phong cao. Ôi cái củ đế bên này đẹp quá, chi cành có chi phong luôn. Cái này cái sầu hay cái nè, cả nhà nhìn nè. Mình bán hàng thì nói chung ra thì mình nói cho anh em mình biết cái cây này nó sầu vậy thôi, chứ không phải là mang tiếng cái cây sầu mà mình bán giá cao. Tại vì sầu trước giờ á, sầu phải sầu như thế nào, sầu chẳng hạn như phải là tại không phải như cái cây sầu này nè, cái gọi là cây sầu này cả nhà đó. Tại vì nó sầu chăm mà cái nó giá trị rồi, chứ còn này là chỉ gọi là nhóm sầu thôi đó. Kích thước thì em cũng đã báo rồi ha cả nhà. Anh em hợp nhãn thì mua ủng hộ tiếp em vô chậu 40 cả nhà. Cụ đế nữa đây, em giao lưu cái này là chỉ có giá là 4.000.000 thôi ha cả nhà. Em bao ship nha. Đó, nhìn ở ngoài thì cái dàn cây này nó sẽ đẹp hơn trên video rất là nhiều ha. Rồi tiếp tục là qua cái số 3. Cái số 3 thì em hay chọc anh em ở nhà thì em nói là cây này là cây quái thú. Quái thú nó tới 3 đầu lần chứ không phải 4 đầu. Cây này tuy cái dàn đế của nó anh em nhìn trên video thì nó không có xuất sắc, nhưng mà nhìn ở ngoài cây này nó rất là ấn tượng. Nó hệ cây quái cả nhà. Hoành eo nó chỉ có 26 thôi. Nè, 26 thôi. Đó, mà cái chậu này anh em dẫn vô chậu 40, cao của nó là cao 35. Và đế nó đây, cây này hôm bữa thì em cũng có nói là anh em mà ví dụ như mấy anh em nhà, ví dụ em giao lưu không được thì cứ để lại đi. Tại cây quái, ví dụ như anh em khách hàng họ không thích mẫu này thì lên chậu về sau mình làm theo cái kiểu cây quái của mình. Nè, sầu rồi cái nè. Thì bên em nó sầu là sầu rồi cái nè. Chưa có vệ sinh cây nữa, bởi vì cỏ nó còn mọc lên đây nữa. Cây nhìn ngoài rất là khéo và nó có một cái độ quái nhất định nữa cả nhà. Cây này muốn làm nữa anh em mình về nhà chịu khó là phải thúc cúc cành cho chút xíu nữa. Tại cây này em chưa có thúc mà cả nhà. Hoành này 26, cao 35, anh em mình ép vô chậu 40.
giá em giao luôn cây này là 4,5 triệu ha, em bao ship. Cây này cái số 3. Và tiếp tục ngày mai thì em có một cái cây hệ lùng. Cái này cái chuẩn bonsai hệ lùng ở cái này. Mặt tiền này nhìn rất là khéo nè. Quành eo nó chỉ có 23 thôi. Cao của nó 30 và cái củ nầu đế của nó là được 80. À, có những cây mai vàng thì nó chỉ có được một mặt thôi. Nó không được hai mặt. Cây này là đủ điểm rồi cái nè. Nè. Đủ thân thủ nha. Còn đế bên này thì được có một mặt nè. Thấy không? Được một mặt mà nhìn trên xuống dưới nó khéo hơn nha cái nè. Nói chung ra cây thì giá chỉ có tầm trung đó. Anh em mình coi và ủng hộ tiếp em. Lô này là lô lô 4 cây. Đó, cây này thì em giao lưu cả nhà mình chỉ có 3,2 triệu đây ha cái nè. 3,2 triệu em bao ship. Đó. Cây này nhìn ngoài rất khéo rồi cái nè. Lô này lô 4 cây. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình những cây phô mai vàng giá tầm trung hình nữa ha. Dạ rồi, em lên tiếp cho cả nhà mình cây này là cây số 5 ha cả nhà. Nói chung ra thì cái lô này thì nãy em có nói em sẽ lên cho cả nhà mình những phân khúc giá tầm trung. Đôi khi có những cái video hình ảnh cả nhà mình nhìn thấy cả nhà mình sẽ nói nó giống một cái lô mai ở vùng nào đó, nhưng mà em cũng nói cả nhà mình luôn, lô mai này ở Hòa Thành Đồng Tháp ha cả nhà. Lô này thì em cũng không bao bông ha. Quành eo nó có 24 quành eo nè. Vị trí số đo quành eo nhỏ nhất của nó 24. Cái cũ của nó là được 46 làm đo đây ha. Còn chậu thì anh em vô chậu 35. Cây này cao tầm có 30 thôi ha cả nhà. Đó, nói chung ra cây này thì đã đến tuổi trồng rồi ha cả nhà. Em quay cả nhà mình coi đây. Đó, ngày hôm nay thì em sẽ quay tiếp tục cái lô 7 cây ngày hôm qua ha. 7 cây ngày hôm qua thì đây, em giao lưu chỉ có 10,500,000 thôi, nhưng có các anh em mình không có mua lô được thì em sẽ bắt buộc em bán lẻ ha cả nhà. Cái này thì là cây số 5 trong cái lô 7 cây. Em xin bằng phép cho lô giá của chú anh chị em là 2,5 triệu ha. Em bao ship ha cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Và bây giờ em lên cây số 6 nha. Dạ rồi, tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình cây số 6 trong lô 7 cây. Đây, quành eo nó chỉ có 18. Cái cục đế nha, cục đế như này. Em sẽ không có đo được gọi là cục mà được gọi là cục đế. Của nó là 60 ha cả nhà. Đây, em quay nè. Cao cái này thì nó sắp xỉ là 40 ha. Cây này kiểu cây giáng long. Cây này nói chung nhìn nó rất là duyên dáng ha cả nhà. Mình sẽ không có nói những cái lô mai này nó đẹp, tại vì những cái cây mai giá tầm trung, giá gọi giá mềm á, thì nó không có phải là cao cấp ha cả nhà. Cái này cây số 6 em xin bằng phép cho luôn giá của chú anh chị em là 1,7 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú. Cái này anh em mình vô cái chậu 30 giùm em nha. Rồi, giờ em lên cây số 7 à. Dạ rồi, em lên tiếp cây này cây số 7. Cây này đã đến tuổi trồng rồi ha cả nhà. Cái lô mai này nói chung ra là cái lô em cũng chừa lại, em tính làm hàng lá rí. Nhưng có cái cả nhà mình cũng biết cái số lượng em nhiều quá, thì mong cả nhà mình mua ủng hộ tiếp em. Cây này có số đo hoành eo là 20. Cái củ của nó là được 45 ha cả nhà. Củ được 45. Anh em vô chậu 3 giúp em nha. Cây này cao sắp xỉ tầm 40. Đây, cây này khéo. Củ rất đẹp ha cả nhà. Nếu mà em bứt lá ra thì cả nhà đôi khi cả nhà mình sẽ không có thấy được cái cây hiện trạng đâu. Nhưng có cái em muốn là quay cho cả nhà mình coi. Ở cái cây của em đang khỏe mạnh nè. Đó, để cho cả nhà mình biết. Hiện tại nó bán cây nó cũng đang lên tường rồi, chứ không phải là cái cây nguội ha cả nhà. Rồi, giá cái này thì em giao lưu cả nhà mình chỉ có mức giá là 2 triệu thôi ha. Em bao ship toàn quốc ha. Củ rất khéo ha cả nhà. Đó, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị nha. Rồi, và bây giờ em lên cây số 8 à. Dạ rồi, em lên tiếp cho cả nhà mình cây này cây số 8 ha cả nhà. Nói chung ra thì cái lô mai này á, thì nó rất là khỏe mạnh. Cái cây này nếu là ý tưởng của em nuôi á, thì em vẫn giữ lại cái chi cặp đó ha. Em bẻ cho nó rơi xuống. Nó đang hồ về một bên đó cả nhà. Đó, dai đế thì vẫn ngay ha. Vẫn ngay. Đó, nhưng mà cái cây nó hồ về một bên. Cả nhà mình bẻ một cái cành rơi xuống, cây này khéo lắm á cả nhà. Nói chung mức giá thì tầm trung thôi. Quanh cái này thì nó chỉ có 20. Cái cũ của nó đây là 39. Cái cục đế này của nó là được 60 mấy gần 70. Anh em vô cái chậu tầm 35 cho em ha. Đây, cây nhìn ngoài tương đối gọi là đạt cây ha cả nhà. Đó. Cái lô này nói chung ra thì em không có bao bông, tại vì tánh em là khi mà mình muốn bao bông á, mình phải coi là chính xác được số lượng nó nhiều, nở ra cùng lúc nhiều cây thì lúc đó thì em mới bao bông được ha cả nhà. Đó, thì mong cả nhà mình thông cảm nha. Thì nhà cả nhà mình về nhà ghé chơi giúp em nha cả nhà. Rồi, cái này em giao lưu cả nhà mình luôn, mức giá 2,4 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi bây giờ em lên cây số 9 nè. Dạ rồi, tiếp tục ngày hôm nay cây này cây số 9. Em quay cây này cây cuối nha cả nhà. Cây này thì chỉ có hoành eo nó chỉ có 19. Cao của nó tới 60. Cái cũ của nó là được 43. Anh em dẫn vô cái chậu 35 giùm em nha. Đây cả nhà, thân thủ đây. Nói chung ra em cắt thì cũng sơ sài thôi, chứ em không có cắt gì sâu cho lắm hay cả nhà. Cây đã lên tược rồi nè. Đó, anh em về nhà cắt lại nuôi cũng được hay cả nhà. Đó,
cây nhìn đế thì nó không có dữ rồi đó. Em muốn bán cây em tả sao cho chính xác ha cả nhà. Đế thì nó không có cao cấp cho lắm, nhưng mà nói chung ra cái dạng như là cái đường thân á, anh em thấy nó múa và bóp gió cây dữ lắm nha. Lên tường là mập, chi là mập hay cả nhà. Nó không có phải là lên tường cái kiểu sống giả đó. Thôi cái này cây cuối với một cái mức giá giao lưu cả nhà mình chỉ có 1,7 triệu thôi. Lý do tại vì cây này đế nó không có đạt cho lắm hay cả nhà. Rất mong một sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa nha. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay thì em sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Rồi số điện thoại của em thì lúc nào cũng để dưới màn hình. Trên clip em có nói gì đó sai, mong quý cô chú anh chị em bỏ qua cho em nha. Em kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị đi ngang, em xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai.